xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị hiên ở trong buổi học ngày hôm nay không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây cùng với chị chưa thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi ạ vậy nên nếu như chúng mình đã có thể tham gia trong buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị các bạn nhé rồi xin chào xin chào tất cả các em bây giờ thì chị đã thấy là các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị hiên rồi và cũng rất là hy vọng là chúng mình đã có thể có mặt ở đây để chúng mình có thể bắt đầu cái bài giảng ngày hôm nay cùng với nhau các bạn nha. Được không nào? Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cái tác phẩm trọng tâm mà chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu sẽ là văn bản trích đoạn Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ạ. À. Văn bản Đất nước trích trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điệp. Được không ạ? Nếu như chúng mình đã có mặt ở đây rồi thì các bạn có thể gửi lời chào tới chị để chị biết nha. Được không nào? Nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì các bạn có thể gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Đây sẽ là cái nội dung mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu ạ. Và chúng ta sẽ đợi thêm khoảng 1-2 phút nữa để các bạn đã có mặt ở đây và cùng tham gia với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay nha. À bây giờ thì chị Hiên đã có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Chúng ta sẽ cùng đợi mọi người 1 2 phút nữa rồi sau đấy chúng mình sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu nhá. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu về những cái nội dung mà chúng mình đang có ở đây. Được không nào? Sẽ là trích đoạn đất nước. Trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Xin chào Yến Nhi, xin chào Thùy Dương, xin chào Thu Hương, xin chào Hạ Chi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Chúng mình đã có mặt ở đây chưa nào? Và nếu như chúng mình đã có mặt ở đây rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị Hiên để chị biết nha. Sau đấy thì chúng ta sẽ tập trung vào bài học ngày hôm nay cùng với chị nhé. Rồi, xin chào uyên thư. Phải thừa nhận với nhau một điều rằng là đất nước là một trong số những cái văn bản mà người ra đề rất thích cho vào các đề thi. Có lẽ là bởi vì đây là một cái văn bản mà viết về một cái đề đề tài. Chúng ta đều biết là đề tài hướng tới ở đây là tình cảm dành cho quê hương đất nước thế nên thành ra là các bạn cũng sẽ có thể thấy một điều là đây là một cái thứ tình cảm cũng rất là dễ chạm đến trái tim của mỗi người rất là dễ khiến cho trái tim của mỗi người sao động và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng thời đại nào cũng thế tình yêu dành cho đất nước cho tổ quốc vẫn luôn là một đề tài mà gợi ra rất là nhiều những cảm hứng trong sáng tác nghệ thuật của những người nghệ sĩ đúng không ạ thế thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nhé các em ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình đã sẵn sàng để có thể đến với buổi học hôm nay chưa? Xin chào Lan Anh, xin chào Hoài Thương. Xin chào các bạn, xin chào các em ạ. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay và đã sẵn sàng mọi thứ để có thể tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên chưa ạ? À, nguyên thư sẵn sàng rồi này còn chúng mình thì sao các bạn đã sẵn sàng chưa ngày hôm nay thì cái trọng tâm mà chị hiên sẽ đi cùng với các bạn đó sẽ là đây chúng ta sẽ trích cái đoạn thơ đó ra trước nhá ở đây thì chúng ta có một cái đoạn thơ mà chúng ta sẽ cần phân tích đó chính là đoạn thơ trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước chính là đoạn này ạ à. đúng không nào đoạn thơ trọng tâm mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau phân tích đó sẽ là đoạn này trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày thơ mộng, mơ mộng. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời được không ạ à? các bạn ơi ngày hôm nay thì chị hiên sẽ hướng dẫn các bạn phân tích thơ theo một cái cách khác sẽ không giống như hai buổi trước nữa đâu ạ à, mà chị sẽ có một cái phương án mới để có thể phân tích thơ cùng với chúng mình thế nên chị rất hy vọng là bây giờ các bạn có thể ngay lập tức tát thêm những người bạn của mình những người bạn cùng đồng hành cùng với chúng mình ở trong cái khóa học này để các bạn ấy có thể tham gia cùng với chị ở đây được không ạ à? Nếu mình dẫn chứng quá nhiều trong bài văn thì có sao không ạ? Bản chất là dẫn chứng thì phải đi kèm với những cái lý lẽ để làm cho cái lập luận của em trở nên thuyết phục. Nếu như em chỉ nêu dẫn chứng mà em không có cái phần bình luận về dẫn chứng đấy thì đương nhiên là dẫn chứng đó cũng không thể phát huy được cái tác dụng của mình, chắc chắn là như vậy. Đó vậy nên là chúng mình sẽ chú ý nhá được không nào hãy tác thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này và hôm nay thì cái nội dung của chúng ta sẽ chỉ trọng tâm vào việc làm thế nào để phân tích và làm rõ được cái đoạn thơ này thôi sau đấy thì chúng mình sẽ từ cái việc phương pháp mà chị đưa ra ở đây các em hoàn toàn có thể chủ động sử dụng để phân tích những cái đoạn thơ tiếp theo của đất nước hoặc là các bạn hoàn toàn có thể chủ động à, phân tích những cái bài thơ khác được không ạ nào bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu sẵn sàng chưa tác thêm những người bạn của mình nào được không ạ ok tác thêm những người bạn của mình nào và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhé bắt đầu nhé bắt đầu chuẩn bị cho mình một cái đầu gọi là rỗng một chút để có thể đưa vào đây những cái kiến thức mà ngày hôm nay chị hiên sẽ trao đổi cùng với chúng mình về phần phân tích thơ nhá chắc chắn là những bạn nào mà không xem được buổi ngày hôm nay thì sẽ rất là tiếc sẽ rất là tiếc đấy ạ bởi vì sau khi mà buổi phát trực tiếp này kết thúc thì chắc chắn là cũng sẽ bị ẩn đi luôn thế nên thành ra là bạn nào mà không xem được buổi ngày hôm nay thì sẽ rất là tiếc nhá bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu chúng ta cùng bắt đầu nhé chúng ta sẽ không đi từ tác giả nữa mà chúng ta sẽ đi từ mở bài bản chất là đề bài mà chúng ta vẫn đang phải xử lý trong những cái đề theo cấu trúc của đề thi tốt nghiệp à thì các bạn có thể thấy rõ một điều đó chính là gì ạ các bạn có thể thấy rõ một điều đó là bao giờ chúng ta cũng phải giải quyết về cái khâu đó là phân tích cái đoạn thơ này đúng không ạ bao giờ các em cũng sẽ phải giải quyết cái yêu cầu này vậy thì đối với một cái yêu cầu chính mà chúng mình có ở đây đó là chúng ta cần phải phân tích đoạn thơ thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào ở trong phần mở bài để nói về cái nhiệm vụ quan trọng nhất thì sẽ là phải nêu được vấn đề nghị luận mà các em cũng biết được rằng vấn đề nghị luận chẳng hạn như đối với cái đề bài này thì các em sẽ thấy rất rõ cái vấn đề nghị luận mà chúng mình có ở đây sẽ là phân tích cái đoạn thơ đúng không ạ à? sẽ là từ câu thơ trong anh và em hôm nay đúng không ạ à? cho đến làm nên đất nước muôn đời đúng không nào chúng ta đều biết rồi chúng ta đều thấy rất rõ cái điều này rồi có nghĩa là dù như thế nào thì các em cũng cần phải làm sáng tỏ được cái này À chị ơi hôm kia chị like bài sóng Hôm sau em thi bài sóng luôn đấy ạ à. Được một cái là chị Hiên trộm vía nhá Là cũng rất hay hên Có nghĩa là cứ khi phát bài nào là Các bạn rất là hên Ở chỗ là <laughs> Nói chung là bằng một cái sức mạnh nào đấy Bằng một cái sự may mắn nào đấy Thế nên là cũng rất là mong là vẫn tiếp tục Có thể lan tỏa cái sự may mắn đó Trong những cái bài giảng tiếp theo đến với chúng mình Được không ạ à? à đề thi thử tỉnh em chúng vào đoạn này à Ok ạ à. Rồi thế thì các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau làm nhá Đầu tiên là mở bài Như các em thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái ý tưởng để đi cho phần mở bài Đúng không ạ? Và nhiệm vụ quan trọng nhất đây chính là nhiệm vụ quan trọng mà chúng mình cần phải làm sáng tỏ Thì ở đây đối với cái phần mở bài này các em có thể triển khai từ rất nhiều ý tưởng Nhưng nếu như để lựa chọn một cái ý tưởng hay cho bài đất nước thì chị cho rằng chúng ta có thể đi từ đề tài đây là cái ý tưởng mà chị cảm thấy là hợp lý nhất và cũng hay nhất để chúng ta viết về đất nước được không ạ à? à ok ạ à. ai đó đã từng nói rằng ai đó đã từng nói rằng nếu mỗi người nếu mỗi người không thuộc về một đất nước một quê hương thì giống như con chim không có tổ cái cây không có dễ và ai đó cũng đã từng tự hỏi lòng có mối tình nào nặng sâu hơn là mối tình tổ quốc Đi trả lời cho những câu hỏi đó Đi trả lời Đi trả lời cho những câu hỏi đó Đã có rất nhiều Đã có rất nhiều Vần thơ Đã có rất nhiều vần thơ cất cảnh Được không ạ? đã có rất nhiều vần thơ cất cánh. Chúng ta có thể lấy ví dụ, đúng không ạ? Đó là hình ảnh đất nước như thế nào? Đó là hình ảnh đất nước tổ quốc tôi như một con tàu, mũi tàu rẽ sóng, mũi cà mau trong thơ của Xuân Diệu. Là hình ảnh đất nước mang dáng đứng Việt Nam trong bài thơ của Lê Anh Xuân. Và đặc biệt khi đến với tiếng thơ của Nguyễn Khoa Điềm chúng ta cũng bắt gặp thêm một tiếng thơ hay về đề tài đất nước. Được thể hiện qua gì nhở? Trường ca mặt đường khát vọng và đặc biệt là chương 5 trích đoạn đất nước. Để lại ấn tượng với bạn đọc là... Đó, được không ạ? Các bạn sẽ dẫn vào tác phẩm và dẫn vào vấn đề nghị luận nhé. Rất là đơn giản. Chúng ta thấy rằng là viết mở bài đơn giản lắm, không khó đâu ạ. Cái quan trọng chỉ là các bạn biết cách viết và các bạn tập trung viết thôi. Đấy, thế nên là chúng mình có thể chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Chúng ta sẽ có cái lưu ý đầu tiên. Đó là viết mở bài. Yên tâm ạ. À, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều. À, đó chính là gì ạ? À? Đó chính là ở trong khóa học 10 ngày thì chị Hiên vẫn sẽ... À, hướng dẫn các bạn viết mở bài một cách vô cùng chi tiết hiện tại đang thấy là các bạn vẫn đang đam mê khóa tài khóa tài liệu khóa 10 ngày chạy văn lắm đúng không ạ rồi <laughs> chị thấy là các bạn đang kiểu rất là khao khát để mua được cái cuốn đấy á có bạn nào ở đây thực sự khao khát giống như thanh nguyễn để mua được cái cuốn đó không ạ các bạn có bạn nào ở đây thực sự khao khát để mua cái cuốn đó không còn rất nhiều bạn thì cũng đã lựa chọn khóa học 10 ngày để được tặng miễn phí cuốn đó rồi. Và cái quan trọng hơn các bạn ấy nói là em muốn vào khóa học để em ôn tập lại cùng với chị toàn bộ kiến thức trước khi thi ạ. Và chị thấy là đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Có bạn nào ở đây muốn là à, có bạn nào ở đây muốn là đặt được cái cuốn đó không ạ? <laughs> rồi chúng mình ơi, rất khao khát à? Đâu cho chị thấy xem nào. Thử bình luận xem có nhiều không? Nếu mà nhiều thì có thể là ngày hôm nay chị sẽ gọi là hoan hỉ để mở thêm 10 cuốn nữa cho 10 bạn may mắn duy nhất 10 bạn thôi ạ. À. Duy nhất 10 bạn thôi ạ. À. Để xem nhá, để xem từ giờ đến đây để xem có được 10 bạn không. Có có để xem có được 10 bạn không ạ? À. Rồi, Thùy Trang này. À chị ơi khóa 10 ngày mình được học cách chính xác đúng rồi. Em vào lớp chưa hả Quốc Anh? Em vào lớp chưa? Mình đã đặt được. <laughs> Rồi các bạn ơi. Ok ạ, à, thấy là có rất nhiều bạn đang khao khát cái cuốn đó. Thế thì để trên cái tinh thần để chị xem xét và chị cân nhắc nha. Để chị cân nhắc ạ, à, cũng khá là nhiều bạn đấy ạ à, để chị cân nhắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại đây đã. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại đây. Thì các bạn sẽ thấy nhá. Đây sẽ là một cái cách để chúng ta có thể viết mở bài là đi từ đề tài bên cạnh đấy thì các bạn cũng có thể chủ động được không ạ à? bên cạnh đấy thì chúng mình cũng có thể chủ động đó là chúng ta sẽ tiến hành gì ạ à? chúng ta sẽ tiến hành à, làm gì nào chúng ta có thể viết theo từ thông tin tác giả để dẫn vào mở bài cũng được đây cũng là một cái cách gì ạ à? đây cũng là một cái cách khá là hiệu quả Nhá, đây cũng là một cái cách khá là hiệu quả à, và chúng ta sẽ chú ý giúp chị Hiên là nhưng như chị vẫn nói lời khuyên của chị là chúng ta nên đi từ đề tài các bạn nhá lời khuyên ạ à, là nên đi từ đề tài và đây đưa ra một cái ví dụ cụ thể đây được rồi thấy rất là nhiều người đang rất muốn mua cái cuốn đó rồi Hiện tại giảm khóa học bây giờ duy nhất trong ngày hôm nay vẫn đang là 799 thanh nhá. Còn từ mai thì sẽ là 899 rồi. Nên là các em có thể cân nhắc. Hiện tại là chỉ dành cho duy nhất các bạn. Còn lại các bạn đăng ký trên pet bây giờ vẫn là 899. Chỉ có các em mới là 799 thôi. Các bạn có thể thử cân nhắc xem sao. Được không ạ? À? Bây giờ thì chúng mình, chị thì chị nghĩ là nếu như mà được thì các em nên đăng ký khóa học. Thứ nhất là các em được tặng miễn phí tài liệu Và cái thứ hai á Là các em được học kiến thức nền và phương pháp Giống như chị đang dạy đây này Để các em biết viết Còn lại cái cuốn sách thì nó cũng chỉ là một cuốn sách Ở trong đó có tài liệu để các em tự đọc thôi Còn cái câu chuyện là các em phải được hướng dẫn Thì mọi thứ nó mới tường tận được Đấy là khuyên chân thành nhá Rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần phân tích đoạn thơ này Đó là thân bài Phần này vô cùng quan trọng Đề nghị các bạn sẽ thực sự tập trung giúp chị Hiền nhá. Rất quan trọng đây ạ. À. Rất là quan trọng. Được không nào? Rất là quan trọng. Và các bạn sẽ tập trung ở đây cho chị nhá. Các bạn tập trung ở đây giúp chị này, rất là quan trọng nhá. Được không ạ? À? Rất là quan trọng. Thì ở đây chúng mình sẽ thấy đối với phần thân bài này, luận điểm số 1 chị không hướng dẫn đâu. Tác giả tác phẩm và vị trí đoạn trích Không hướng dẫn nha Tập trung nhất trong buổi ngày hôm nay Là hướng dẫn viết luận điểm 2 Chính là luận điểm phân tích Được không ạ? À? Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể triển khai được cái luận điểm phân tích này đây? Có một cái lời khuyên đầu tiên được đưa ra cho các bạn Và đây sẽ là một cái lời khuyên mà chắc chắn nhá Chắc chắn là các em sẽ phải nhớ như đinh đóng cột là gì em biết không đó là chúng ta sẽ cần phải chia được bố cục nhỏ hơn cho đoạn thơ này được không ạ à? chúng ta sẽ cần phải chia được bố cục nhỏ hơn cho đoạn thơ này trong anh và em hôm nay đều bắt đầu chị chia cho nhá bắt đầu chia này hai này ok chưa rồi được không ạ à? tiếp tục này bốn này được chưa Bắt đầu tiếp tục chia tiếp này. Đến những tháng ngày mơ mộng rồi, được chưa ạ? Tiếp tục, chúng ta chia tiếp và cuối cùng ở đây sẽ là bốn câu cuối. Vậy là về cái nội dung bố cục mà chị Hiên sẽ chia cho đoạn thơ này thì chị sẽ chia bố cục là 2 4 3 và 4, được không ạ? À? Phải chia được bố cục nhỏ hơn nhá. Bởi vì bản chất của phân tích thì các em đều biết đúng không ạ? Các bạn đều biết bản chất của phân tích là gì? Các bạn đều biết bản chất của phân tích đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta sẽ cần phải chia nhỏ được cái đoạn thơ này. Nhá. Chúng ta sẽ cần phải chia nhỏ được cái đoạn thơ này. Ok chưa ạ? Thì bây giờ chúng ta đã chia rồi. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể phân tích thơ đây? Đơn giản lắm các em sẽ chú ý giúp cho chị hiên đó là chúng ta sẽ chia làm hai cột một cột tôi sẽ tập trung nêu ra các cái từ khóa đáng chú ý mà cần phải phân tích hay nói cách khác là các ý còn một cột tôi sẽ tập trung vào việc triển khai thành lời văn được không ạ à? đương nhiên là ở đây thì chúng ta sẽ cần chú ý giúp cho chị một điều đó là gì ạ các ý này đối với thơ chị luôn nói với các em rằng là chúng ta sẽ cần phải để ý đến chủ thể chữ tình đúng không thể thơ đúng không ạ à? đặc biệt khi quan sát các câu thơ đó đặc biệt khi quan sát các câu thơ thì các em sẽ chú ý giúp cho chị một điều đó là chúng ta sẽ cần phải gì ạ chúng ta sẽ cần phải bám sát vào hình ảnh từ ngữ biện pháp tu từ và gì ạ? À? À, và cách ngắt nhịp gieo vần. Đương nhiên một trong những cái điều cũng rất đáng chú ý mà các bạn cần phải để ý được cho chị. đó là khi mà nhìn thấy đoạn thơ, thì các em đã phải ngay lập tức xác định được câu chủ đề và khi mà chúng ta tiến hành phân tích thì chúng ta cũng sẽ cần phải luôn luôn bám sát câu chủ đề đó thì ở đây các bạn biết rằng là cái đoạn này là thể hiện mối quan hệ giữa gì ạ à? à giữa gì à mối quan hệ và trách nhiệm của cá nhân đối với đất nước và trách nhiệm của cá nhân đối với đất nước đúng không ạ thế nhưng mà khi mà bắt đầu phân tích cái bài này thì chắc chắn là các em thấy là chị luôn nói rằng là chúng ta sẽ có những cái ý chung đúng không chúng ta sẽ có những cái ý chung thì ví dụ như việt bắc đi các bạn sẽ hình dung là gì ạ à các bạn sẽ hình dung một điều là cái ý chung ở đây đó là tôi sẽ có cách xưng hô mình ta à, thường gặp trong ca dao dân ca đúng không ạ hay là thể thơ lục bát là một cái thể thơ truyền thống của dân tộc thì đối với trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ nguyễn khoa điểm các bạn sẽ chú ý giúp chị đó là gì ạ đó chính là chúng ta sẽ cần phải để ý đến một cái nội dung rất là quan trọng đó là gì nhở đó chính là đất nước là một danh từ chung nhưng lại được viết hoa đầu tiên là nó được viết hoa và cái thứ hai là nó trải đúng không ạ trải dài cả đúng không ạ cả cái văn bản này phải không ạ à? lặp đi lặp lại rất là nhiều lần nhá được không à, chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ à? được không ạ à? thì ở đây các bạn sẽ thấy được rằng là à, các bạn sẽ thấy được rằng là gì ạ à? các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ cần phải lý giải nhá chúng ta sẽ cần phải lý giải ở đây ý chị nói là gì chúng ta sẽ cần phải lý giải một điều là Tại sao đất nước vốn là danh từ chung mà lại được viết hoa? Đó, tại sao đất nước là danh từ chung mà lại được viết hoa? Thì ở đây các bạn đều biết là gì nhỉ? À, các bạn đều biết rõ một điều, đó chính là gì ạ? Đó chính là đất nước. Đối với Nguyễn Khoa Điềm, không phải chỉ là một thực thể vô tri. Đó, không phải là một thực thể vô tri mặt đất nước đối với nguyễn khoa điềm là một sinh thể là một nhân vật đúng không ạ và đất nước lúc nào cũng được viết hoa là để thể hiện một cái thái độ trân trọng và tình yêu lớn lao của con người này dành cho đất nước thế nên các bạn sẽ chú ý giúp chị là đây sẽ là cái ý lớn đầu tiên Nhá, đây sẽ là cái ý lớn đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải chú ý giúp cho chị nhá. Đây sẽ là cái ý lớn đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải để ý giúp cho chị. Tức là khi mà bắt đầu phân tích là các em sẽ viết luôn cái ý đấy. Được không ạ? À? Khi mà các bạn bắt đầu phân tích là các bạn sẽ viết luôn cái ý đó. Ok chưa nào? Được không nào? Hiểu không nào? Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến triển khai cái nội dung này như chị đã nói là chúng ta sẽ có hai câu thơ đầu tiên và những điều mà chúng mình sẽ cần phải chú ý ở đây đó chính là chúng ta sẽ có các cái cụm từ cần được để ý nhá đầu tiên đọc cả cái câu thơ này chúng ta có trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước à thế thì các bạn có thể thấy thông thường đúng không ạ người ta vẫn nhìn nhận đất nước vẫn nhìn nhận đất nước là không gian bao bọc xung quanh phải không ạ à? là không gian bao bọc xung quanh của mỗi con người của mỗi con người là không gian sinh tồn là không gian sinh tồn và tồn tại độc lập và tồn tại độc lập đúng không ạ à? và tồn tại độc lập gì nhở tồn tại độc lập bên ngoài con người đúng không bên ngoài con người ví dụ như chúng ta có thể thấy đất nước sẽ là bầu trời đất nước là dòng sông đất nước là con đường là tất cả những cái gì tồn tại độc lập với chúng ta đúng không thế nhưng thế nhưng nguyễn khoa điểm lại có một cách nhìn riêng đúng không ạ à? lại có một cách nhìn riêng đó là gì đó là đất nước không phải chỉ là yếu tố bên ngoài đó là đất nước không phải chỉ là yếu tố bên ngoài mà đất nước tồn tại bên trong mỗi người mà đất nước. Còn là yếu tố tồn tại bên trong mỗi người. Đúng không ạ? Tồn tại bên trong mỗi người. Và sao nhỉ? Và chúng ta cũng thấy được rằng là gì ạ? Nó không thể tách rời. Nó không thể tách rời. Và làm nên sự sống của chính chúng ta à rõ ràng đây là một cái cách nhìn nhận mới mẻ về à về đất nước đúng không ạ rõ ràng đây cũng là một cái cách nhìn nhận đúng không cách nhìn nhận mới mẻ về đất nước đấy chúng mình sẽ chú ý cái ý đầu tiên là như vậy sau đấy thì chúng ta có thể triển khai bản chất là các bạn có thể đưa ra những cái ví dụ đúng không ạ đối với nhà thơ này thì đất nước là như thế này trong cách nhìn thì đất nước sẽ là như thế này nhưng đối với nguyễn khoa điềm thì chúng ta thấy được rằng là ông lại có một cái cách nhìn riêng đó là đất nước không phải chỉ là những yếu tố bên ngoài mà còn là những yếu tố tồn tại bên trong mỗi con người không thể tách rời và làm nên chính và làm nên chính sự sống của mỗi chúng ta sau đó chúng ta bắt đầu đi sâu vào đúng không ạ chúng ta sẽ chú ý đến từ ngữ đó là gì ạ đó chính là à, hôm nay đúng không trong anh và em hôm nay thì đầu tiên chúng ta thấy được rằng anh và em cụm từ anh và em là để chỉ gì chúng ta có thể thấy được rằng là để chỉ thế hệ trẻ đúng không ạ à? anh và em là thế hệ trẻ của đất nước đúng không nào còn cái cụm từ hôm nay là để hướng vào gì ạ À hôm nay là để hướng vào hiện tại đúng không ạ? Hướng vào thời gian hiện tại đúng không nào? Thì chúng ta có thể thấy được rằng là ở thời điểm hôm nay đất nước đang bị đe dọa. Chính vì vậy, anh và em là thế hệ trẻ của đất nước, vì thế mà anh và em phải có trách nhiệm gánh vác, dâng hiến cho đất nước, cho quê hương, đúng không? ở thời điểm hiện tại ở thời điểm hiện tại thì đất nước đang bị đe dọa chính vì vậy anh và em anh và em là đại diện cho thế hệ trẻ chúng ta vốn dĩ không thể làm ngơ đúng không ạ chúng ta vốn dĩ không thể làm ngơ và chúng ta phải có trách nhiệm gánh vác mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm gánh vác dâng hiến đúng không ạ à? trách nhiệm gánh vác dâng hiến cho đất nước cho quê hương đó thì ví dụ là như thế đấy là câu đầu tiên chúng ta có câu tiếp theo đều có một phần đất nước thì ở đây chúng ta thấy có cụm từ có một phần các bạn có thể lý giải đó là gì ạ có ở đây là để xác định sự sở hữu có là gì ạ là xác định sự sở hữu đúng không nào tiếp theo chúng ta có ở đây đó là một phần một phần là một yếu tố đúng không không phải là tất cả không phải là tất cả vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng nguyễn khoa điểm dường như đã gửi gắm một cái thông điệp đó là gì ạ đó chính là mỗi người trong chúng ta đều đang sở hữu đất nước được không nào mỗi người trong chúng ta đều đang sở hữu đất nước nhưng chỉ có một phần thôi nhưng chỉ có một phần thôi đúng không ạ và chúng ta cũng có thể từ đó chúng ta cũng có thể thấy được rằng là gì ạ à thế nhưng khi gộp chung tất cả một phần của mỗi người ta sẽ được cái mọi phần đúng không ạ à? và đó chính là hình ảnh của một đất nước toàn vẹn hình ảnh của một đất nước toàn vẹn được không nào thì chúng ta có thể thấy rằng rõ ràng là khi mà xác định là trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước thì rõ ràng tất cả chúng ta đều hiểu rằng là bây giờ cái trách nhiệm không phải là trách nhiệm của riêng một người mà đây là trách nhiệm của gì ạ đây là trách nhiệm của mọi người bởi vì trong mỗi chúng ta thì đều có một phần đất nước mà trong mỗi chúng ta đều đang có một phần đất nước mà các em ơi nếu mà các bạn được triển khai theo cái hướng này thì các bạn có thấy dễ để viết không quá dễ để các em triển khai thành một bài viết hoàn chỉnh đúng không? Và đặc biệt là cái mà chị muốn hướng tới ở đây á, đó là cái việc viết của các em nó sẽ rất là chắc. Tức là bản chất không phải là các bạn chỉ viết theo cái cảm tính mà ở đây là các bạn viết theo cái việc là chúng ta thực sự có cái hiểu biết, có cái căn cứ dựa vào các cái hình ảnh, các cái từ ngữ, các cái biện pháp tu từ và dựa vào cả gì ạ những cái hiểu biết của chúng ta về nhà thơ nguyễn khoa điềm về thời đại mà ông ấy sống về những vấn đề khác nữa các bạn ơi các bạn có nắm được không ạ chúng mình có nắm được không nếu mà có một những cái bảng như thế này thì chị tin là không có lý do gì mà các em lại không viết được đúng không ạ nào xác nhận lại giúp chị hiên xem là chúng mình có hiểu bài không xác nhận lại giúp chị xem có hiểu bài không nhá các bạn xác nhận lại giúp chị xem có hiểu bài không ạ được không nào Ok không ạ? Để chị tiếp tục với bốn câu thơ tiếp theo nhé. Và vẫn trên một cái tiến trình là chúng ta vẫn chia ra làm hai cột. Đó là một cột tôi sẽ chú ý vào các ý và một cột thì tôi sẽ triển khai thành những cái nội dung ở đây. Được không ạ? Đầu tiên là các ý và tiếp theo là cái triển khai nội dung ở đây để cho các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ hiểu được không ạ à? rất là dễ để triển khai nếu mà các em tự làm được những cái bảng này cho các đoạn thơ hay là các trích đoạn văn xuôi thì chị nghĩ không có lý do gì mà các em lại không viết được đúng không ạ à? không có lý do gì mà các bạn lại không viết được chắc chắn là như thế và chị tin là các em sẽ làm được thậm chí các em sẽ viết rất chắc nhá thậm chí là các em sẽ viết rất là chắc luôn ok chưa ạ à? thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục với những cái câu thơ tiếp theo nhá đó là khi hai đứa cầm tay đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm khi chúng ta cầm tay mọi người đất nước vẹn tròn to lớn bản chất là câu này mình vẫn có thể chia nhỏ hơn là hai hai nhưng các bạn có thể thấy được rằng nếu để gọi tên cái câu này bốn câu này thì em sẽ thấy là chúng ta có thể gọi nhỏ hơn nữa đó là ý thức ý thức về trách nhiệm được gắn bó Ok chưa ạ? Thì chúng mình sẽ có bốn câu thơ này Ý thức về trách nhiệm được gắn bó Ý đầu tiên nhá Đó là khi hai đứa cầm tay Đầu tiên Cái ấn tượng đầu tiên của chúng ta Là tôi chú ý đến cái hành động cầm tay Chúng ta sẽ lý giải được cái hành động này Đây là một cử chỉ Thể hiện cái mối quan hệ thân thiết gắn bó đúng không ạ à? một cái mối quan hệ thân thiết gắn bó và thường nó sẽ thể hiện cho hoặc là tình yêu thương hoặc là gì ạ à? hoặc là tinh thần đoàn kết và thậm chí là thể hiện song song cả hai cái này ok chưa ạ à? thế thì bây giờ đặt trong cái hình ảnh chúng ta có đó là khi hai đứa cầm tay khi hai đứa cầm tay, các bạn đều biết được rằng là hai đứa ở đây là muốn nói tới anh và em. Anh và em là ai? Anh và em là những người yêu nhau, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy được rằng nếu như hai đứa cầm tay, hai đứa ở đây là anh và em là những người yêu nhau thì rõ ràng đó là một cái sự thể hiện khi anh và em được gắn kết bởi tình yêu đôi lửa, đúng không ạ? khi anh và em được gắn kết bởi tình yêu đôi lứa bởi vì là rõ ràng ở phía trên vừa viết là trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước mà có nghĩa là bây giờ lấy phần đất nước của anh gộp vào với phần đất nước của em đúng không ạ thì chúng mình sẽ thấy được ở đây đó là gì chúng ta sẽ có một cái kết quả của sự gắn kết này kết quả của sự gắn kết này đó chính là hình ảnh của một đất nước gì nhở hài hòa nồng thắm đất nước hài hòa nồng thắm và chúng ta có thể hiểu được rằng đó là gì nhở đó là đất nước của tình yêu đôi lửa đất nước của tình yêu đôi lửa đúng không ạ và chúng ta có thể thấy được rằng là bởi vì sao? Vì sao chúng ta lại có hình ảnh của một đất nước tình yêu đôi lửa? Bởi vì chính cái hành động cầm tay đó đã gợi ra cho chúng ta một cái mối quan hệ hòa hợp. Gợi mối quan hệ hòa hợp. Gợi ra cái mối quan hệ hòa hợp. Được không nào? Trong sự say đắm của tình yêu. Trong sự say đắm của tình yêu đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng là các bạn cũng đã từng biết tới những câu thơ à anh yêu em như yêu đất nước vất vả gian lao tươi thắm vô ngần đúng không ạ à vất vả đau thương sớm à, chúng ta có cái bài thơ nhớ của Nguyễn Đình Thi ấy. có những cái câu thơ mà chúng ta cũng thấy cảm nhận được ở đó là một cái sự gì ạ chúng ta cũng cảm nhận được ở đó là một cái sự hài hòa trong những gì mà tình yêu gắn với cả tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước đúng không ạ ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây anh yêu em như yêu đất nước vất vả đau thương tươi thắm vô ngần anh nhớ em mỗi đường anh bước mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người được không ạ thì chúng ta có thể thấy được rằng ở đây cũng là một cái hình ảnh đất nước hài hòa trong tình yêu nồng thắm của anh và em đúng không ạ và để rồi, khi chúng ta cầm tay mọi người thì sao? À. Khi chúng ta cầm tay mọi người thì sao ạ? À? Khi chúng ta cầm tay à, khi chúng ta cầm tay mọi người có nghĩa là chúng ta đang đem một phần đất nước của mình để gì ạ? À? Để hòa nhập vào mọi vào những phần đất nước của mọi người. Có nghĩa là cá nhân cá nhân được gắn kết với cộng đồng được không nào cá nhân được gắn kết với cộng đồng à gì ạ à? cá nhân được gắn kết với cộng đồng bằng tình yêu đất nước bằng tình yêu đất nước được không ạ à? cá nhân được gắn kết với cộng đồng bằng tình yêu đất nước và để rồi kết quả chúng ta có ở đây đó là gì nhở đó chính là hình ảnh của một đất nước vẹn tròn to lớn một đất nước vẹn tròn to lớn ở đây chúng ta có thể hiểu vẹn tròn là một đất nước hoàn thiện thống nhất đúng không ạ còn to lớn ở đây tức là muốn nói đến cái gì nhở muốn nói đến cái tầm vóc lớn lao muốn nói tới sức mạnh của đất nước đó đúng không thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng tại sao lại nói rằng đây sẽ là một đất nước toàn vẹn một đất nước vẹn tròn là bởi vì mọi phần của đất nước sẽ được hợp lại trong cái nắm tay để đoàn kết gắn bó sẻ chia nâng đỡ và cũng chính điều này khiến cho cái tầm vóc của đất nước lớn lao lên từ đó. Các bạn có thể thấy nếu như xét à, nếu như mà xét trên cái bình diện khi nói về tầm vóc của một quốc gia dân tộc thì rõ ràng ở đây các bạn cũng sẽ thấy rất rõ một điều, đó chính là gì ạ? Đó chính là trong suy tưởng của Nguyễn Khoa Điểm chúng ta lại nhìn thấy một cái điểm mới. Bởi vì bản chất nha, là khi nói về tầm vóc sức mạnh của một quốc gia thì chúng ta sẽ thường nhắc tới về à về lãnh thổ đúng không? Về tiềm lực kinh tế chính trị đúng không? Thường sẽ là như vậy và rất là nhiều những cái yếu tố khác, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng ở đây Nguyễn Khoa Điềm lại đưa ra một cái dòng suy tưởng một cái quan điểm mới khi nói về tầm vóc của một quốc gia đó chính là gì ạ tầm vóc của đất nước được tạo nên từ tinh thần đoàn kết của mọi cá nhân trong cộng đồng tầm vóc của đất nước được tạo nên từ tinh thần đoàn kết của cá nhân trong cộng đồng được không ạ chúng mình sẽ chú ý nhá rõ ràng đây là một điểm mới và đó là lý do vì sao chúng ta nói rằng đây là một cái bài thơ. À xin lỗi ạ, à, đây là một cái trích đoạn để cho chúng ta nhìn thấy được những cái phát hiện và những cái tư tưởng rất là mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm, đúng không ạ? À? Về đất nước của ông. Đấy thế nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đây sẽ là bốn câu thơ tiếp theo. Được chưa ạ? À? Các bạn cứ làm tương tự như vậy, chúng ta lại có ba câu thơ tiếp theo ở đây. Đấy, chúng ta lại tiếp tục kể thêm một cái bảng nữa đối với ba câu thơ ở đây mà chúng mình có. Ok chưa ạ? Được không nào? Và trước khi phân tích ba cái câu thơ này thì chắc là chị đã vừa thấy có một cái sự trao đổi ngắn và nhanh cùng với các bạn ở trong team rồi. Thì các chị cũng đồng ý với việc là sẽ mở thêm khoảng 10 cuốn, tức là sẽ gọi là mở thêm đăng ký 10 khoảng 10 cuốn nữa cho các bạn mà muốn nhu cầu là mua sách mà không có đăng ký khóa học. Thế nên bây giờ chắc là chú Văn Học sẽ giúp chị là để cái link ở đây để các bạn ấy có thể đăng ký sách nếu muốn nhé. Nhưng mà cái mức giá tốt nhất là 69k vào hôm đầu tiên thì sẽ không còn nữa đâu. Mà ngày hôm nay thì cái mức cho cái 10 cuốn này sẽ là 99k nhé. Vậy nên các em cứ cân nhắc nếu như các bạn mua thì các bạn mua. Còn nếu không thì các bạn cũng tự học và ôn bằng những tài liệu mình có cũng không sao cả. Được không ạ? À? Thì chúng mình chú ý giúp chị là như vậy. Hiện tại bây giờ là chị đã đang thấy chú văn học để lại ở đây rồi. Chắc chắn là cái ưu đãi tốt nhất thì sẽ phải dành cho hôm đầu tiên. Và hôm đầu tiên thì các bạn ấy đúng là đã mua được cái giá tốt nhất rồi. Còn ngày hôm nay thì cái tài liệu này sẽ là 99k. Vậy nên nếu như chúng mình muốn đặt nhá, nếu như chúng mình muốn đặt thì chúng mình sẽ đặt giúp chị thông qua cái đường link của chú Văn Học và chúng ta sẽ đặt hết buổi la ngày hôm nay chắc là sẽ đặt đến cho đến cái thời điểm đó là khi nào hết 10 cuốn thì sẽ dừng lại thôi ạ. À. Thì Linh sẽ tự khóa. Nên là các bạn sẽ giúp chị là nếu mà điền thì các em sẽ điền nhá. Các bạn nếu mà điền thì các bạn sẽ chủ động điền sớm luôn ạ à. và sẽ chỉ có 10 cuốn duy nhất thôi ạ. À. Sau khi 10 cuốn kết thúc thì Linh sẽ tự động khóa nhá. OK chưa nào? Nên là các bạn sẽ để ý giúp cho chị Hiên là như vậy. Bạn nào muốn đặt tài liệu thì đây sẽ là cái cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng của chính chúng ta. Các bạn có thể đặt theo cái đường link mà chị Hiên đã ghim nha, được không ạ? À? Các bạn có thể đặt theo đường link mà chị đã ghim. OK không nào? À, bạn nào mà đặt được rồi thì có thể là để chị xác nhận cho một chút, để chị xác nhận cho một chút. Xem là đã có bạn nào đặt được chưa? Đấy thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Trời ơi. Đã thấy điền rồi đây ạ, à. sao nhanh thế ạ? À? Ô là trời, sao nhanh vậy ạ? À? Trời ơi, trời ơi. Ok các bạn ơi, các bạn nhanh nhanh nhẹn lên nhé. Sau đấy thì quay trở lại đây với chị để chị sẽ giảng nốt về hai cái phần này. Bảy câu thơ cuối cùng của cái đoạn này nhá. Rồi chúng ta sẽ có bảy câu thơ cuối cùng của cái đoạn này. Ok không ạ? À? Sẽ là bảy câu thơ cuối cùng của đoạn này. Và như chị đã nói là chúng ta sẽ có 10 slot cuối cùng để các em có thể đặt cái cuốn tài liệu được không ạ? À? À, của khóa chạy văn ạ, à. chính là tài liệu mà các bạn hỏi chị trong rất là nhiều hôm trước đấy. Nhưng mà hôm qua thì các bạn cũng không có đăng ký được. Được không nào? Chỉ có mỗi cái buổi đầu tiên là các bạn đăng ký được thôi. Nhá, nên là nếu như mà các bạn muốn đặt thì các bạn đặt ạ. À. <laughs> ok chị ơi xác nhận giúp em rồi chị chị một xíu nữa chị sẽ xác nhận cho các bạn xem là bạn nào có sách nhá và các em nhớ là điền đủ thông tin đầy đủ ạ à. được không nào các bạn phải điền thông tin đầy đủ nhá được không nào hoàng thị xuân á hoàng thị xuân chưa thấy ai là hoàng thị xuân cả trời ơi chưa thấy ai là hoàng thị xuân hết à ở đây có Hạnh Nguyên thấy được rồi này. Hạnh Nguyên thấy được rồi. Hoàng Thị Xuân chị chưa thấy đâu. Được không ạ? À? Thì các bạn, chị đã nói rồi, đó là cái giá ưu đãi 69k thì chỉ có trong cái hôm đầu tiên thôi. Và hôm đó thì các bạn ấy đã nhận ưu đãi hết rồi. Còn bây giờ thì tài liệu khóa 10 ngày trở về là 99k. Đấy thế nên là chị cũng đã nói với các bạn là các em cứ cân nhắc. Nếu như các bạn có cảm cảm thấy là có thể mua được tài liệu này thì các em đặt còn nếu không thì cũng không sao. Bởi vì trên một cái tinh thần như chị nói là thực sự là đây là cái tài liệu để dành tặng cho những bạn trong khóa học cơ. Đó, nhưng mà thực sự là trong những ngày vừa qua phải nói thật là các bạn cũng gọi là khủng bố chị về việc là các bạn thì muốn là có cái tài liệu đấy thôi nhưng mà cũng gì ạ à? cũng chưa có muốn gọi là cân nhắc thêm về việc đăng ký khánh huy chưa thấy đâu à rồi ok ok chị thấy rồi đấy ạ à. khánh huy có đơn rồi đấy ạ à. nhá có khánh huy rồi có khánh huy rồi ạ à. có khánh huy rồi ạ à. được không nào ok ạ à. được rồi được rồi ok chị thấy rồi ạ à. chị thấy rồi ạ à. có gì thì chú văn học sẽ trích giúp các bạn ấy nhá còn bây giờ thì chị hiên sẽ quay trở lại với cái nhiệm vụ chính của mình trong buổi ngày hôm nay đó là sẽ phân tích nốt về bảy cái câu thơ này để các bạn có thể cùng với chị hiên triển khai được không ạ để các bạn cũng có thể cùng với chị hiên triển khai ở đây được không ạ thì ở đây chúng mình sẽ có đó chính là ba câu thơ tiếp theo em ơi em hãy mai này con ta lớn lên con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày thơ mộng được không ạ thì các bạn có thể thấy được rằng ở đây chúng mình sẽ thấy rất là rõ một điều. Ở trong ba câu thơ này, chúng ta thấy được đó chính là gì ạ? Đó chính là một cái sự gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai, đúng không ạ? Niềm tin nội dung chính nhá. Niềm tin và khát vọng tương lai. được không ạ? À? Niềm tin và khát vọng tương lai. Hôm nay bạn nào đặt sách thì chị Hiên cũng sẽ tặng thêm cho một cái bản mềm. Chị sẽ tặng cho các bạn một cái folder bản mềm và ở trong bản mềm này thì chúng mình sẽ có đó là tổng hợp những cái bài văn mẫu tham khảo trọng tâm của chương trình ngữ văn lớp 12 nhá. Tặng riêng cho những bạn mà đăng ký sách hôm nay ạ. À. Đó, chị sẽ tặng riêng cho những bạn nào đăng ký Khóa, đăng ký sách và đăng ký khóa 10 ngày Trong ngày hôm nay Một cái folder với những cái bài Được không ạ à? Với những cái bài uh, viết mẫu Đối với những cái tác phẩm trọng tâm Chị sẽ tặng cho các bạn Để các bạn có thể sử dụng Đương nhiên thì là những cái bài đó thì không được in ra Mà sẽ là bản mềm Thế nên là thành ra là chúng mình cũng sẽ uh, Gọi là có thể Những 10 bạn may mắn trong ngày hôm nay Đặt được 10 slot cuối cùng Để đăng ký có là hồ ơi yên tâm em đã vào khóa rồi thì em sẽ có những cái đấy em cứ yên tâm ạ à, nhá đấy thế nên là bạn nào mà đăng ký thì chị sẽ tặng cho cái đó nữa được không nào chị sẽ tặng cho các bạn thêm cái đó nữa để cho các bạn có thể sử dụng nhá để cho các bạn có thể sử dụng được không nào thì đấy sẽ là uh, thêm một vài những cái gọi là hữu ích nữa để tặng thêm cho chúng mình thế nên là các bạn có thể điền luôn vào đường link giúp chị nếu như chúng mình muốn đặt tài liệu nhá duy nhất trong buổi tối hôm nay thôi ạ à. được không nào rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ba câu thơ để nói về niềm tin và khát vọng vào tương lai mai này con ta lớn lên con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày thơ mộng các bạn có thể thấy được rằng ở đây chúng ta có cái cụm từ mai này nếu như trong anh và em hôm nay là hướng vào hiện tại thì mai này lại là cụm từ nói về thời gian của tương lai đúng không thời gian của tương lai và chúng ta cũng biết được rằng hiện tại cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt và dữ dội nhất đây cũng là thời điểm người ta nghĩ về tương lai nhiều nhất vì chính niềm tin và khát vọng ở tương lai sẽ cho họ có tinh thần động lực để họ có thể đối mặt vượt qua những thử thách của hiện tại vậy thì các bạn có thể thấy tương lai trong khát vọng hình dung của một con người là một tương lai tốt đẹp đúng không ạ còn con ta con ta là gì con ta chính là kết quả tình yêu của chúng ta kết quả tình yêu của chúng ta con ta chính là thế hệ tương lai đúng không ạ và chúng ta có thể thấy rằng ở đây có thêm cụm từ con sẽ mang đất nước đi xa vậy thì đất nước ở đây là gì ạ đất nước là kết quả của tình yêu là kết quả của tình yêu kết quả của tinh thần đoàn kết dân tộc được không nào kết quả của tình yêu kết quả của tinh thần đoàn kết dân tộc có nghĩa là gì chúng ta thấy được rằng khi tình yêu đôi lứa gắn kết hòa nhập cùng với tình yêu đất nước nó sẽ trở thành một động lực để thúc đẩy đưa đất nước vươn lên và hướng tới một tương lai tốt đẹp khi tình yêu đôi lứa gắn kết hòa nhập với tình yêu đất nước nó sẽ tạo thành động lực thúc đẩy để làm gì ạ để đưa đất nước vươn lên hướng tới đưa đất nước vươn lên hướng tới một tương lai tốt đẹp được không ạ bên cạnh đó ở trong những câu thơ này còn sử dụng từ sẽ tức là muốn nói về điều gì ạ sẽ xảy ra trong tương lai đúng không điều sẽ xảy ra trong thời gian tương lai đúng không ạ sẽ xảy ra trong thời gian tương lai và cái điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tương lai con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày thơ mộng tháng ngày thơ mộng ở đây chúng ta có thể thấy tháng ngày thơ mộng được hiểu chính là những tháng ngày tươi đẹp những tháng ngày tươi đẹp và đặt vào hoàn cảnh ra đời của cái trích đoạn này thì các bạn cũng biết được rằng trong những năm tháng ấy là những năm tháng quân và dân ta đang phải chiến đấu ngoan cường cùng với gì ạ à, đế quốc mỹ để đánh đuổi đế quốc mỹ trong cái không khí của cuộc chiến tranh chúng ta có thể hiểu được rằng sự kỳ vọng về những tháng ngày tươi đẹp ấy chính là chính là những tháng ngày hòa bình được không ạ à? chính là những tháng ngày hòa bình và chúng ta có thể thấy rằng thực tế luôn chứng minh một điều khi con người có hy vọng thì mới có đủ động lực dũng khí để đối mặt với những ngày tháng đau khổ đó và ở đây với những niềm tin và khát vọng vào tương lai đây chính là một cái động lực giúp con người vượt qua những tháng ngày gian khổ ấy được không ạ thì chúng mình sẽ chú ý nhá may này con ta lớn lên con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày thơ mộng để rồi cuối cùng chúng ta có ở đây đó là bốn câu thơ thể hiện cho cái ý thức trách nhiệm đúng không ạ đặc biệt là ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ em ơi em đất nước là máu xương của mình phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng, chúng ta có cái cụm từ em ơi em ở đây. À, em ơi em. Giống như là một cái lời gì nhỉ? Giống như là một cái lời thù thì tâm tình Trò chuyện đúng không ạ à? một cái lời thủ thì tâm tình trò chuyện vừa ân cần vừa tha thiết vừa ân cần vừa tha thiết và chúng ta cũng thấy được rằng là từ cái cách xưng hô này cho đến cái cách mà nguyễn khoa điểm thể hiện trong những tiếng thơ của mình thì chúng ta cũng nhận ra rất là rõ một điều rằng đó là gì ạ à? chúng ta nhận ra rất là rõ một điều rằng đó là ở đây chúng ta cũng cảm nhận được gì chúng ta cảm nhận được về cái tính trữ tình trong thơ của nguyễn khoa điểm bản chất thì các bạn đều biết tiếng thơ của nguyễn khoa điểm là trữ tình chính luận đúng không ạ trữ tình chính luận thì các em có thể thấy được ở đây là một cái cách mà như các bạn thấy nó không phải là một cái gì khiên cưỡng khi nói về một vấn đề rất lớn lao như là về đất nước về quê hương mà ở đây lại là một cái cuộc nói chuyện giống như là một cuộc nói chuyện bình thường giữa anh và em giữa những người yêu nhau là một cái cách nói đầy thù thì tâm tình của anh và em đúng không ạ và em ơi em vậy thì em gì ạ nhắn nhủ với em điều gì đấy nhắn nhủ với em điều đầu tiên đó là đất nước là máu xương của mình là máu xương của mình thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy nhá chúng ta sẽ có máu xương đúng không chúng ta thấy được rằng là máu xương là gì là phần cốt yếu làm nên sự sống của con người phần cốt yếu làm nên sự sống của con người đúng không ạ à? là phần được bảo là phần cần được bảo vệ toàn vẹn đúng không ạ à? à cần được bảo vệ toàn vẹn để đảm bảo cho sự sống đúng không để đảm bảo cho sự sống đúng không ạ à? đúng không nào bởi vì sao ạ à? bất kể cái sự thương tổn mất mát nào bất kể sự thương tổn mất mát nào cũng sẽ ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng tới gì tới sự sống cá nhân đúng không ạ vậy mà ở đây tác giả lại nói rằng đất nước là máu xương của mình rõ ràng đây là một cái sự khẳng định đúng không ạ khẳng định gì khẳng định đất nước là yếu tố thuộc về là yếu tố thuộc về là yếu tố làm nên sự sống của mỗi cá nhân được không ạ là yếu tố thuộc về là yếu tố làm nên sự sống của mỗi cá nhân và chính bởi vậy mà đã gắn cái trách nhiệm bảo vệ đất nước. Đúng không ạ? À? Nó giống như việc bảo vệ phần sự sống của chính mình. Đúng không nào? Bởi vì đất nước là máu xương của mình mà. Và mình cũng biết được rằng là gì ạ? À? à mình cũng biết rõ một điều rằng là mình sẽ cần phải bảo vệ sự sống của chính mình. Đúng không nào? Chúng ta đều biết được rằng là chúng ta sẽ cần phải bảo vệ sự sống của chính mình. Thì ở đây các bạn có thể thấy được một điều rất là rõ, đó là gì ạ? Đó chính là chúng ta cần phải gì ạ? Gắn cái việc bảo vệ đất nước với việc bảo vệ sự sống của chính mình. Ok chưa nào? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Em ơi em đất nước là máu xương của mình. Chúng ta hiểu là như vậy. Sau đó này, điệp lại hai lần phải biết điệp phải biết phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở. Đúng không ạ? Chúng ta thấy được rằng là phải, nó giống như một cái mệnh lệnh được đưa ra. Đúng không? Nó giống như một lời thôi thúc, dục dã được đưa ra. Đúng không ạ? Và nó như một cái yêu cầu, yêu cầu về sự truyền biến. Đúng không? cần có trong nhận thức. Thế thì chúng ta thấy rằng là ôi, thế thì đây là cái điều bắt buộc à? Đây là một cái mệnh lệnh là sự áp đặt à? Nhưng không. Cái này rất hay nhá. Kết hợp phải biết với cái cách nói ở phía trên ấy, em ơi em. Thì đã khiến cho chúng ta thấy được rằng nó không phải là một cái bắt buộc, không phải là cái sự áp đặt mà ở đây chúng ta thấy được rằng là gì ạ? nó giống như là một cái lời tâm tình trò chuyện thôi. Đúng không ạ? Một lời tâm tình trò chuyện để làm gì ạ? Để khiến cho cái trách nhiệm bảo vệ đất nước khiến cho trách nhiệm bảo vệ đất nước khiến cho trách nhiệm bảo vệ đất nước không chỉ là trách nhiệm của gì ạ? Không chỉ là trách nhiệm của công dân không chỉ là trách nhiệm của công dân mà nó là điều thuộc về mà nó còn là điều thuộc về cuộc sống riêng của mỗi con người một cái cách kết hợp từ ngữ để cho chúng ta thấy đó không phải là một cái sự áp đặt đúng không ạ và trách nhiệm ở đây là trách nhiệm dựa trên sự tự nguyện tự ý thức đúng không ạ trách nhiệm dựa trên sự tự nguyện, sự tự ý thức. Đó, chúng mình sẽ lưu ý giúp chị nhé. Em ơi, em đất nước là máu xương của mình. Và trách nhiệm đó là trách nhiệm gì ạ? Trách nhiệm đó chúng ta thấy ở đây là trách nhiệm phải gắn bó. Đúng không? Phải san sẻ, phải hóa thân, đúng không ạ? Thì các em sẽ thấy được ở đây gắn bó là muốn nói tới là gì? tự ràng buộc bằng tình cảm tình yêu tình cảm và tinh thần trách nhiệm đúng không à san sẻ là gì ạ san sẻ là gì là sự hy sinh hy sinh dâng hiến phần thuộc về mình đúng không ạ thế còn hóa thân là gì hóa thân là gì là sự hy sinh trọn vẹn là sự hy sinh trọn vẹn tuyệt đối là sự hy sinh trọn vẹn tuyệt đối để sự sống của mỗi cá nhân của mỗi cá nhân hòa nhập được không ạ à? góp phần làm nên góp phần làm nên sự sống chung của đất nước của đất nước quê hương được không nào và chúng ta có thể thấy được rằng chính cái sự gắn bó san sẻ và hóa thân ấy đã tạo nên dáng vóc dáng con người vóc dáng núi sông đã làm nên sự sống con người sự sống quê hương đất nước để rồi chúng ta có. Nguyễn Khoa Điềm chốt lại ở trong đoạn thơ này, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Được không ạ? Và chính cái sự hóa thân ấy đã làm nên dáng hình xứ sở. Dáng hình đất nước của chúng ta, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy làm nên đất nước muôn đời là một cách sự khẳng định cho sự trường tồn của đất nước được không ạ à? cho sự trường tồn của đất nước và cũng bộc lộ một cái niềm tin vào gì nhở vào sự tồn tại bền vững ấy đó đương nhiên niềm tin ấy là có cơ sở bởi vì ở thời điểm lúc bấy giờ cũng đã có rất nhiều những chàng trai cô gái việt nam đã sẵn sàng hiến dâng cả sinh mệnh của mình cho đất nước cho quê hương vì độc lập tự do của đất nước của dân tộc đúng không ạ và chúng ta cũng thấy được rằng thông qua những cái câu thơ này nguyễn khoa điểm đã thể hiện được nhận thức tuổi trẻ về đất nước và nhận thức về trách nhiệm cần phải đóng góp cần phải san sẻ cần phải hy sinh dâng hiến để mỗi cá nhân sẽ đóng góp một phần riêng mình để làm nên diện mạo, tầm vóc và giá trị chung cho đất nước, được không ạ? À? thì chúng mình sẽ lưu ý giúp cho chị nhá. đấy sẽ là cái đoạn mà như chị đã trao đổi cùng với các em sẽ là cái đoạn mà chúng mình sẽ có để cần xử lý trọng tâm trong ngày hôm nay. thì bản chất các em có thể thấy được một điều rằng là khi mà chúng ta đã có những cái bảng cụ thể cho một trích đoạn thơ bất kỳ thì các bạn đều thấy là nó rất là dễ để viết phải không ạ phải nói một điều là thẳng thắn trao đổi là gì ạ à rất là dễ để viết đúng không rất là dễ để viết ạ đó thì các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà chúng ta đã làm được những cái bảng và nhặt ra được cách ý như thế này thì các em sẽ có thể gì ạ các bạn sẽ có thể rất là dễ dàng để triển khai đối với cái nội dung của bất cứ một trích đoạn nào đó sau đó thì đối với chúng ta sẽ giải quyết à, khái quát lại đặc sắc nội dung đặc sắc nghệ thuật này giải quyết yêu cầu nâng cao này và sau đấy thì mình sẽ kết bài thôi và cái kết bài thì mình sẽ cần phải làm hai ý đầu tiên là mình sẽ khẳng định lại gì mình sẽ khẳng định lại về nội dung mà mình vừa làm rõ và cái thứ hai đó là mình sẽ cần phải nêu ra những cái cảm nhận cá nhân của các bạn thì chẳng hạn ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy là cái cảm nhận cá nhân của các bạn về cái trích đoạn này nói chung và cái đoạn thơ này nói riêng đó là chúng ta thấy được rằng là khi mà đọc những cái vần thơ của nhà thơ nguyễn khoa điềm chúng ta nhận ra được không phải chỉ là hình dung ra được về gì ạ một cái khái niệm những cái suy nghĩ mới mẻ tư tưởng mới mẻ về đất nước đâu mà điều chúng ta cảm nhận được hơn thế, đó chính là một cái tình yêu rất là nồng lạ, nồng nàn mãnh liệt và say đắm dành cho đất nước, đúng không ạ? Có thể thấy được rằng là đất nước của chúng ta được làm nên bởi rất nhiều sự hy sinh của những thế hệ cha ông cha anh đã đi trước và đương nhiên cũng chính bởi điều đó mà chúng ta sẽ cần phải càng trân trọng nhiều hơn những gì mình đang có sẽ phải gìn giữ và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của dân tộc việt nam để làm cho việt nam của chúng ta sẽ ngày càng gì ạ à, phát triển hơn thì các bạn có thể đưa ra chính những cái cảm nhận cá nhân của các em nữa được không nào thì đây sẽ là cái nội dung mà chị hiên chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay nha các em ơi các bạn có hiểu không ạ rất là dễ để chúng mình ghi nhớ và hiểu bài đúng không chị nghĩ là rất là dễ để cho các bạn ghi nhớ và hiểu bài ạ Đúng không ạ? Rất là đơn giản, không hề khó một tí nào cả. Và đây cũng là một cái cách mà chị nghĩ là các em có thể chủ động áp dụng. Các bạn có thể chủ động áp dụng cho việc phân tích bất cứ một cái trích đoạn nào nhá. Các em có thể áp dụng cho bất cứ một cái trích đoạn nào các bạn nha. Áp dụng cho bất cứ một cái trích đoạn nào chúng ta có ở đây ạ. Ok không nào? Nhá. Rồi được không nào? Thì đây đây nội dung cuối đây và các bạn ơi, à, chúng ta có thể đăng ký mua cái tài liệu khóa 10 ngày. Trong buổi học ngày hôm nay, chị sẽ để thêm khoảng độ 1 2 phút nữa cho các bạn điền link đăng ký nhá. Link đăng ký chị thấy là gì ạ? À? Chị thấy chú Văn Học đã ghim rồi, chị thấy chú Văn Học đã để đây và chị đã ghim rồi đấy. Em mới đăng ký rồi à? <laughs> Ô là trời, hẹn gặp Quốc Anh nhá. Cháy hết mình nhá Quốc Anh nhá. Được không ạ? À? Cháy hết mình nha Quốc Anh Cháy hết mình nha <laughs> Ok ạ à, Cháy hết mình nha Quốc Anh Rồi, ok ạ à. Hy vọng là, chắc chắn là không phải hy vọng nữa Mà chắc chắn là chị sẽ gặp Quốc Anh Trong khóa 10 ngày Để chúng mình cùng nhau ôn tập lại Và chủ yếu thì trong khóa 10 ngày Chị cũng sẽ ôn cho các bạn theo kiểu này Thế nên là các em sẽ thấy là nó rất là dễ nhớ Rất là dễ nhớ luôn Yên tâm Chị nhớ chứ, chị phải nhớ em đó. Ok ạ, à. chắc chắn là chị sẽ nhớ em rồi. Chắc chắn là chị sẽ nhớ em rồi. Có phần so sánh mở rộng không ạ? À? Ở trong khóa học thì sẽ có hướng dẫn làm cái đó nhá. Còn ở trong sách thì không đâu Hà Mi ơi. Nhá. Trong sách này thì không đâu ạ. À. Đó thì các em có thể đăng ký. Chị sẽ để thêm 1 2 phút nữa cho các bạn có thể điền vào link nhá. Được không nào sẽ để thêm 1 2 phút nữa cho các bạn có thể điền vào link sau đó thì chị sẽ tắt like và cũng đồng thời đóng lại cái link đó nha, được không nào? sẽ tắt like và đồng thời cũng đóng lại cái link đó nha. nên là các bạn điền nhanh giúp chị hiên với. các bạn sẽ điền nhanh giúp chị. bạn nào còn có nhu cầu muốn quyết định là để mua cái cuốn đó hay là muốn là đăng ký khóa học thì các bạn cũng có thể giúp chị là à, để được không ạ? các bạn cũng có thể à cũng có thể là giúp chị đăng ký luôn. nói chung là khóa học 10 ngày gì ạ khi nào biết có sách giao cho mình không ạ chắc là chỉ ngày mai ngày kia là các anh chị sẽ xác nhận lại với em thôi em cứ yên tâm ạ nhá yên tâm ạ được không nào yên tâm là như vậy thì đây sẽ là cái nội dung tiếp theo mà chị sẽ trao đổi cùng với các bạn <laughs> chị nói gì vậy cậu á tại vì bạn ấy học hiểu bài nên là bạn ấy bộc lộ cái cảm xúc hạnh phúc đấy <laughs> rồi ok ạ à. trên tinh thần như thế nhá Ok trên tinh thần như thế nhá Ngày hôm nay thì chúng mình chắc là sẽ tạm thời dừng lại buổi phát tại đây và ngày mai sẽ là buổi cuối cùng chúng mình sẽ có một cái thi phẩm chúng mình sẽ có một cái đoạn trong thi phẩm Sóng của Xuân Quỳnh nữa rồi chị sẽ chia tay cùng với các bạn trong cái chiến dịch 4 ngày mỗi ngày một cái trích đoạn thơ này cũng rất là biết ơn các em vì cả một cái hành trình không phải là quá dài Nhưng mà chúng ta cũng đã cùng với nhau để chia sẻ được khá là nhiều điều Thế nên là ngày mai chúng mình sẽ hẹn gặp nhau nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Rất hy vọng là các em có thể cân nhắc để gặp chị Hiên Trong khóa học 10 ngày để chúng mình có thể tổng ôn lại toàn bộ kiến thức Trước khi mà chúng mình thi nhá Ok chưa ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá Tạm biệt các em nhá OK ạ, tạm biệt các bạn nhé. <laughs> tạm biệt các bạn ạ. À.